À, kêu là gì, lúa gà gì đó hả? Siêu gà có giá không? 4.500 à? Người ta nói cái máy 60 cắt nó thổi ra lúa có ra không trời? Kênh về máy cắt máy cài đó, đi quay cảnh đồng quê đó. À, đây đồng quê. YouTube á. Dạ. Đây xuống Trà Vinh chơi. À. Đi gặp máy cài máy cắt quay. Dạ, đây em làm lúa gì? Lúa hột tròn em. Hột tròn là lúa gì vậy? Lúa gà. Vô ruộng hả? kêu là gì, lúa gà gì đó hả? Siêu gà. Có giá không vậy? 4.500 à. Những cái đám này không được trúng rồi phải? Không, không trúng. Bởi vậy? Chừng 3 bao à. Không 3 bao hả? À? Quay thấy mặt bà con hết đi. Tăng quá. Chưa, tôi biết tên gì chỗ? Long An chỗ yêu. Long An chỗ yêu à. Họ dùng rồi, chứ có quay trên chiếc tay cá không? Đúng rồi đúng rồi. Em thấy trên đây là cũng trúng luôn. Dạ hả? Cụ đá này ngon lành. Dạ. Mét ngang như vậy nhớ. Dạ hả? Mai cắt ở đâu? Không hả? Có đường che vô không? Dạ. Tối này ngủ đây em ạ. Cái đường che dưới đây phải không? Dưới đây phải không? Mai đi đường tôi vô. Dạ. Sáng mưa cũng khỏe dữ à. Gần Sài Gòn á. Dạ. Có không? Hồi năm rồi đi ống bốc đây nè, xong rồi mày ra chỗ miếng cắt hồi nãy đó. Ồ, cái miếng bên đây nè. Có cái miếng mà có cái nền đó. Bữa em quay vậy thấy con chim bay không? Đó, thấy chim én nó bay đó. Chim én nó bay đó. Bỏ ra không á. Máy này đẹp quá. Rồi xong rồi, xong rồi. Em hình nhỏ nào vậy? Đâu cái này mà bà. Đi xong rồi dưới đây là một đồ đó là một con cắn. Nhéo. Con cắn tấn đó. Dữ vậy hả? Ủa, nó ở dưới An Giang này làm tấn 2 đó. À. Là tấn hả? Tấn là ngon rồi. Tối rồi, mai đi. Lên dốc đường nào lên coi dạ. Ông lấy máy cắt là sướng nhất, ông cắt hai chân lên giống như ông ngồi uống trà. Trời má, 60 khỏe ghê trời. Đấy. Đấy, thấy ông chân thì ở Trà Vinh thì rất là vui. Trời ơi,
Nghỉ chưa, còn cắt đâu nữa không chú? Nghỉ. Lầy hả? Con máy nào khỏe đi, cái máy lầy máy yếu. Máy sau 10 khỏe. Rồi xả lúa ra hết luôn. Mấy nông dân thì rất là vui. Vui vụ mở vàng. Giờ mới cắt leo dốc luôn. Chú này rất là vui. Người ta nói cái máy 60 cắt nó thổi ra lúa có ra không trời? À, nhiều người nói chứ cái 60 là cái sàn nó ngắn hơn nên nó thổi dễ ra lúa hơn. Đổ sàn chưa? Ừ. Lúa là lúa gà hả? Lúa gà là cái học trồng vo hả? Trồng vo. Được nhiêu tiền ký ta? Này chú nói con qua này 4,5 hả? 4,5 mà lúa thơm thì 5,4, 5,1 thì cũng năm mấy. Nhưng mà lúa này trúng hơn không? Trúng hơn 5,4, 5,1 không? Nhớ vét cho hết ra, đừng chừa trong thùng lại nha. Rồi lên đường về. Cái đám này được công không? 2 công mà được nhiêu đây lúa à? 2 công được như đó luôn. Mình bây giờ cắt leo lên. Ủa rồi máy kéo nó không chạy lúa về hả? Tưởng để đây tự giác về chứ. Đâu rồi sao nó chạy tuốt đó vậy? Đi cắt nữa hả?